khi nào nghỉ Tết? Em hả? À, tới mai mới nghỉ. Là bán hết ngày mai mới nghỉ. Rồi em ăn Tết ở Sài Gòn hay là em về quê ăn Tết? Em về quê ăn Tết. Về quê quê em ở đâu? Ở miền á. Ở đâu? Bến Lức Miền. À, Bến Lức là Mỹ Yên, Long An. Đúng rồi. À, rồi bữa giờ Tết rồi có bán vé số được không? Được. Nhiều không? Được. Coi như từ ngày mà sư phụ Khương Vừa mở cái hộ quán này ra là em cũng có dịp qua thăm cô giáo Ngọc rồi, sau này cái cũng bán thêm được một ít vé số bên cô chú bên này ha. Dạ đúng rồi. À, bữa có lúc mà anh Khương quay clip mà em bán vé số mà chị quay cho em với anh Khương á, xong cũng có một cô khán giả, chị đó tên là Phương, ở nước ngoài có mua hàng của chị để gửi tặng cho em một ít quà để ăn Tết. Nhiều lắm á. Coi như là Tết trước giờ là em có tự đi mua quà không, hay là ai mua cho em hay là ba mẹ mua? Không, trước giờ chưa có mua gì á. Bây giờ vẫn còn ai nha, giờ vẫn còn đi bán thôi chứ chưa có mua gì. Coi nhưng mà ý là trước giờ đồ Tết là ba mẹ mua cho em không có sắm đúng không? À rồi sắm Tết rồi em mua. Tết em mua. Đây là bác Kiệt. Dạ bác Kiệt bán vé số. Hồi xưa là bác Kiệt là học trò của cô giáo Ngọc. Nhà hồi lớp mấy ta? Lớp 4. Lớp 4 xong rồi cái 43. Đúng ba, giờ mình nhớ lắm luôn. Nhớ lắm luôn. Đó là cô giáo Ngọc làm chủ nhiệm, là bà xã của sư phụ Khương Dừa. Nhưng mà sau đó thì bác Kiệt vô tình là bị tai nạn. Lúc đó là em đi với lại ba đi đám về đúng không? Đám về. Đó là xong mà em phải nằm bệnh viện chắc cũng một thời gian à. Cũng 2 năm à. Không, tháng mấy. Bao nhiêu? Tháng mấy. Tháng mấy. Hơn tháng mấy. Đây là cái đầu của bác Kiệt là nó có một cái nguyên nên luôn nè. Lúc đầu thì Trang không để ý đâu. Xong có lần nào vô trong hộ quán bác cũng cười, gặp Trang bác cũng cười hết. Xong hỏi mua vé số không, Trang cũng mua ủng hộ. Rồi cái bắt đầu để ý thì mới biết, mới để ý là bé bị tai nạn rồi bị ảnh hưởng, cái dấu tích nó vẫn còn ở trên cái gương mặt của mình. Nhưng mà ổng dễ thương lắm, nào ổng vô ổng phụ á, cái gì á là mọi người làm cái gì là ổng vô ổng phụ liền à. Hôm nay là có quà của cô khán giả tặng cho em nhiều món lắm. Đây là các sản phẩm của bên chị, cô đã mua quà để tặng cho người nhà của cô ăn Tết, xong rồi cô mua tặng cho em luôn. Đây là cái khô bò nguyên miếng. Là năm nay là em ăn Tết là chị nghĩ là đủ món luôn rồi đó. Đây là xoài xế dẻo hình bông hoa, quá chị đẹp ha. Còn đây là chị tặng thêm bánh tráng, cái này là bánh tráng cuốn, em không có cần nước nước đó, em cứ cuốn ăn thôi. Một bịch nha, còn một bịch nữa. Đây bịch này của em nè, em cầm đi rồi em khoe của chú anh chị đi. Đây là chị Phương gửi tặng cho em cảm ơn chị Phương đi. Em cảm ơn chị Phương nhiều. Dạ, đây là lạp xưởng tôm muối. Rồi đây là khô mứt dừa. Tết là phải có mứt ha. Với lại cái này là đòn giò thủ. Cái này về em để ngăn mát tủ lạnh em ăn nha. Rồi, năm nay là ăn Tết là đủ đầy ha, đủ món nè hen. Đây chị bỏ vô trong cái túi cho để xíu em xách. Rồi hôm nay là đi bán vé số về là khoe ba mẹ, gửi tặng cho ba mẹ nha. Nó con có chút quà ăn Tết. Hay là chọc ba mẹ không, cho ba mẹ không? Năm nay con bán vé số được nhiều cái con mua quà. Nhưng mà ba mẹ có ba mẹ hỏi nhiêu vậy ha? 10 triệu. Mẹ ở đâu không? Bình thường bán vé số một ngày là trung bình được bao nhiêu tờ? Trung bình bán chỉ có nhiều đâu, bán có 10 lóc. 10 lóc chỉ là có triệu mấy à. Tiền như tính luôn, tiền vốn là triệu mấy. Còn mà tiền của em là chỉ là có trăm mấy thôi. Nhưng mà vậy thì nó cũng em cũng tự lo được cái cuộc sống của em đúng không? Còn ba mẹ em là ba là đang bán ở chợ. Cũng ở chợ chợ điện. Còn mẹ? Mẹ em cũng ở chợ điện luôn. Có mình em đi bán vé số vậy thôi. Rồi coi như là tiền đó là tiền mình em lo, chứ còn ba mẹ đâu lo cho em nữa ha. Đúng rồi. Đây chị gửi em phần quà của cô Phương. Chúc em ăn Tết vui vẻ. Rồi. Mong là em lúc nào cũng ráng cố gắng ha, mình cứ cố gắng, mình có công việc là mình vui, mình mừng rồi. Đã vậy em rất là giỏi, em tự lo cho bản thân em, mặc dù là em có bị tai nạn ảnh hưởng đến sức khỏe của em rất là nghiêm trọng á, mà em lúc nào cũng nhưng mà chắc là bình thường là hôm bữa em có kể lúc em quay clip với anh Phương là lâu lâu em cũng hay bị nhức đầu ha, cũng hay bị mệt ha. Ok thôi, chúc đây là ngày cuối cùng, ngày 27 âm lịch rồi, sắp bước qua năm mới 2024 rồi. Chị Trang cũng xin đại diện cho chị Phương chúc em thiệt là nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ, với lại nhiều điều thuận lợi tới em nha. Rồi rồi. Chị hai, em gửi cái gửi lại cái mắt kính chị hai đưa em nè. Không. Dạ. Yeah. Cái này hai mua, cái này 2.5 triệu cái lận, nhưng mà hai tặng luôn. Sao tự nhiên tặng em cái mắt kính thôi?
thôi, trả lại. Thôi thôi, cái này hồi nãy mình quen gì với nhau là ai hứa em mua tặng cho mỗi đứa cái hả? Trời ơi, còn nguyên bao nè, đem trả lại đàng hoàng chứ. Trời ơi, không sợ lắm á. Em không có phải giống như người ta là đi quay MB xong rồi đòi cát xê rồi đòi mấy cái này đâu. Em là đàng hoàng lắm, chừng nào mà hả hai đứa thì em nhận chứ còn hả em không rồi. Cái này xíu đem thay ra em gửi lại luôn nha. Đồ diễn của ai nè? Không, thì đồ diễn đúng rồi, nãy giờ cũng hỗ trợ đồ này kia, này coi như quà hay tặng để Tết đồ mình đeo mình đi ngoài đường đồ. Thôi mà cái này trả lại, lúc đầu lúc mà hai đưa cho em cái này là em nghĩ là em sẽ được hai thương tặng mắt kính rồi, giống như đợt trước á quay nhà có chính đèn điên á, xong mà hai cho mượn á ba cái bận luôn tới giờ không trả hai mà hai cũng nhắc luôn. Tặng luôn mà cái mắt kính này là mắt kính giống nhục á hai. Em không có nghĩ là chị hai lên quay MV xong mà cái cô em lên nhảy rồi làm trời nữa mà không có biên đạo không có gì luôn á. Đây là mình tự biên đạo với nhau đó. Dạ thưa quý bà con cô bác, thì nãy giờ bên Trang có nhắc đến cái MV thì Dung cũng xin thưa một chút là mấy chị em á là vừa mới biên đạo múa, vừa mới tập tành. Không có mấy chị em nha, có hai à. Em là em vô cái hai cơm Trang thay bộ đồ đi, là em vô thay bộ đồ. Xong hai cơ phát mắt kính vô đeo vô, cái em phát mắt kính đeo vô, xong bắt đầu hai cơ là giờ nhảy vô hai nè, xong nhảy. Cái em mới nói là à thôi kệ mình đeo mắt kính đi để làm gì, em không có thấy được bà con cô bác phản ứng với mình sao thôi. Thì đúng rồi chứ bây giờ hồi giờ mình có phải mua công đâu, mình có biết nhảy đâu. Nhưng mà cái bài này là bài sao, hay giới thiệu cho em nghe luôn đi. Bài này là bài Xuân Đại Cát, bài dạ. Này là của nhạc sĩ Abi sáng tác. Abi dạ. Anh Abi á. Bên đội nhà anh Sơn cái hay qua hỗ trợ ngôi sao mì dường mình nè. Hay qua hỗ trợ hội quán á. Nhưng mà sao ảnh ảnh có người ta gọi là có cớ có lý do gì không mà tin tưởng hai để gửi cho hai cái bài hát mới của người ta? À tại vì á là thấy xin hát nhiều quá mà ở dưới hội quán không cho. Xong rồi nhạc sĩ Abi nói là thôi em hát bài này đi cũng vui nè. Cái xong là bài này á thì anh Abi sáng tác nó không có vui dữ gì đâu. Mà chị nhờ anh Trường Sơn á là mix thành remix. Cái đúng cái kiểu cứ gì hai phải không? Đúng rồi. Xong rồi mình hát mình vui vẻ vui nhộn đồ này kia đó. Nhưng mà giờ remix thì phải có nhảy. Anh nói là hai mới nhờ bé Trang rồi Trương rồi Tuấn rồi bắt đầu là mình vô một đội mình nhảy với nhau. Nhưng mà chị hai cũng tâm lý nên là chuẩn bị mắt kính đen này để cho kiểu như em có làm trò khùng trò điên gì đó thì lúc mà đi xuống á bà con nhìn đó mình cũng đỡ ngại cái phản ứng bà con đúng không, để mình có thể tự tin mà mình đâu có thấy gì đâu ngại. Đúng rồi. Nhưng mà lúc mà diễn á trên sân khấu á thì không thấy, nhưng mà lúc mà đi xuống á không thấy được mà thấy mắt kính ra thì thấy bà con nhìn mình giống như kiểu bình thường mà gặp em là kiểu ơ Trang này nọ, hôm nay em thấy tự nhiên lúc xuống bà con ngó là chỗ khác luôn vậy đó, ngó lơ liền, ngó lơ liền luôn. Không thì thật sự đây là một bài hát mới của nhạc sĩ Abi và bài Xuân Đại Cát này thì nó rất là vui nhộn và nó tiết tấu cũng vui nữa cả nhà. Thì Dung sẽ lên MV vào ngày mùng 1 Tết. Wow, trời ơi, mở hàng năm mới luôn, lên MV mùng 1 Tết luôn. Trời ơi, lớn quá vậy là tụi không? Nếu mà như vậy chị sẽ phát một lúc giao thừa. Trời ơi, lớn quá vậy được. Tuấn ngay đây, Tuấn ngay đây. Mình được lên kênh YouTube của Dung Nhan Dung Dễ với lại 140,000 người đăng ký luôn Tuấn. Dạ đây, cặp kính 20,000. Hai tỷ mấy? 2 tỷ, quên xin lỗi chị. 2 tỷ. 2 tỷ nha mọi người. 2 tỷ. 2 tỷ mấy? Cái gì mà 20,000? Dạ. Cái này mới là đạo cụ mà tặng thôi. Tại nó mắc tiền quá sao đeo vô không thấy được. Trời. Không, cái gì cũng phải có lý do của nó. Nếu như mà mình lên mà mình nhảy cái kiểu cào cào của mình nó mà mình thấy đường là mình nhảy không được. Thành ra là mình bích lại mình không thấy ai hết thì mình tha hồ. Mình kiểu gì chị hay được. Nhưng mà em là em lý trí lắm. Ngoài cái quà tặng tinh thần này thì chắc thì cũng có vậy chứ hả? Đúng rồi, nãy em thấy chị làm cái động tác cũng vậy mà. Cũng có động tác đúng rồi. Nhưng mà để vô mùng 6 Tết á. Mùng 6 Tết là cái gì vậy? Là có thêm cái MV nữa hả? Không, ý là mùng 6 Tết hai lên đây nè, xong rồi hai sẽ bắt đầu cái chương trình ghi chú lại không? Chắc lịch chia bài chứ chưa có phải là bao đỏ gì hả? Nhưng mà diễn tả chưa có rõ hay sao phải là vậy là nãy mình lộn mà cái này nè, tụi mới hỏi cái này nè. Vậy hả? Chứ còn về là chia bài. Mùng 6 Tết hai sẽ lên lập cái sòng trên này. Không, tụi em đang hỏi cái này nè hả Tuấn? Anh này hả? Tụi em phải có vốn tụi em mới chứ Tuấn là vậy cũng... Vậy sáng mùng 6 hai ở nhà hoa xong cái bắt đầu là trưa là hai lên đây. Dạ, trưa phải không? Trưa lên đây. Mùng 6 Tết có ở đây chưa? Có rồi. Có rồi luôn, em đang ở đây rồi. Mùng 6 Tết lên đây, buổi trưa ngày mùng 6. Sau khi mình lì xì lì ơ rồi xong cái mình lập là mình có dòng cấp vốn. Đúng rồi, mình có dòng cấp vốn rồi đó luôn. Đúng. Xong mình đánh dòng thứ hai. Đúng rồi. Mình đừng có nói lớn đó, bà con cô bác biết mình chơi bài bữa đó. Mình chơi ký hiệu đi chị hai. Chơi ký hiệu đi. Đâu dòng 1 là dày. Dòng 2 là dày. Đúng. Vậy thôi tôi với ông mùng 6 đâu làm gì đâu. Sáng mình qua bên nha khoa đi xong mình qua spa đi. Rồi xong rồi cái mình hãy lên đây là mình được 3 lần. Mình đi giáp vòng vậy luôn. Mình được 3 lần cấp vốn. Là mỗi lần gặp nhau là coi như là mới hoàn toàn, hay là coi như là
ví dụ như em qua nha khoa là gặp chị nha khoa là tính ở nha khoa, đúng rồi, là cái là chúng tôi là nha khoa cũng được. À, được cũng được. Xong rồi mình lập team mình đi, mình qua sân khấu Trương Hùng Minh, qua sân khấu Quốc Thảo, lên hội quán kiếm anh Khương, qua thì Kim Khiết, qua bưng máy đập nước vân vân và vân vân, đi qua nhậu hoàng điện máy luôn, rồi hoàng điện máy, rồi Minh sẽ đạp giá kho vậy đó, mình đi hết tính được, ra đó mình kính lịch nha, mình kính lịch dạ bà con cô bác các cô các chú ai mà đang xem kênh muốn tụi con đến nhà thì nhắn địa chỉ vô cho tụi con luôn. Đổ không đúng rồi, nhiều khi cô chú anh chị thương mình nó muốn gặp mình đó, mà tự nhiên giờ mình kết hợp ảnh team với cô chú anh chị đi vòng luôn. Ừ. Ok ha, các cô chú anh chị mình cứ nổ cái địa chị vô trong cái video clip này cho tụi con thì tụi con biết đường tính. Sắp xếp đi cho nó phù hợp, ví dụ như là quận 6 15 người, quận 7 bao nhiêu người, quận 8 bao nhiêu người, có mình đi giáp vòng mình tới hội quán để tụi mình để bụng nữa ha chị hai. Để tụi mình để bụng nữa. Không không, bữa đó mình không ăn, mình không cần phải ăn. Ừ, cô chú không cần phải đãi tụi con ăn, chỉ cần đến là xong là tụi con đi. Không, như mình nhiều khi có món ngon quá em cũng muốn thử nha hai. À, cũng ngon đó. Ý là vẫn thích ăn uống. Đúng rồi, tại vì cô hả? Chú sẽ có nhiều, mỗi quận nó sẽ có một cái đặc trưng, rồi mỗi nhà nó sẽ có một món ngon khác nhau nữa. Nên là em cũng muốn thử á. Thì thôi thôi tùy hỷ đi, tới gia chủ đãi thôi nếu mà hai không ăn á thì mang về. Mang về. Hai mang về hả? Không đầu năm mình đừng có. Đầu năm mà mình bào đơn 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 đơn. Ít ít thôi cô chú còn muốn mời nữa dạ. Tụi con nói vậy thôi, tụi con ít lắm, ăn ít lắm. Cứ là chơi cho vui ra không ăn. Không ăn. Vậy em dở em nó lộn á. Em quen có tính đóng phim rồi. Thành ra nó mày bạ chứ mày. Vô nhạc liền ha. Đâu cái này. Vô nhạc này vậy. Hôm nay nói trước là hôm nay là ngày cưới, cái cũng có quà của cô khán giả gửi tặng cho chị hai với là Tuấn. Đó là anh đó hả? Dạ. Ủa? Hôm nay là quà mà em rất là vui là hôm nay là ngày cuối cùng của năm luôn mà chị hai với là Tuấn cùng lên hội quán rồi, xong rồi cho em bé sẽ gửi quà cho chị hai với là Tuấn. Trời ơi, cứu quà, cứu quà, trời ơi. Bây giờ mời chị hai với Tuấn qua nhận quà với em. Trời ơi, cái gì có quá trời vậy? Dạ. Cái này là của bạn Vĩnh Trần gửi tặng cho chị hai. À, Vĩnh Trần gửi đó hả? Dạ. Trời ơi, cảm ơn Vĩnh Trần rất là nhiều. Bạn mua cái phần quà của em. Đây là những cái món như là bánh tét, chả lụa, chả bơi, chả lụa. Để gửi tặng cho chị hai với lại gia đình. Ngoài ra thì bạn có mua những cái món đồ khô bên em nữa, như là khô bò, khô gà, xoài xé dẻo, rồi nói chung là các món luôn. Để chị hai đủ tụ để nhậu cho chính mình. Trời ơi, đất ơi. Cái rượu không? Cái rượu không? Dạ, chị ăn rượu không? Năm sau em bán rượu rồi. Cái là hỏi mấy ai tầm rượu không? Chứ lượng. Trời ơi, cảm ơn. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Trời ơi. Ai đây đây, ai đây đây. Còn đây là quà của thằng Tuấn. Trời ơi, em cũng có quà đấy cho. Đây. Đây là quà ba Tuấn, rất là nhiều món nha, có dâu xế dẻo nè, xài xế dẻo nè, rồi nhiều lắm, có một mũ cốc dành cho ba mẹ của Tuấn đó. Rồi đây là một vũng cốc dành cho ba mẹ của Tuấn nữa. Hai con, hai con đang như tất rồi. Đây quà thứ hai của Tuấn. Đây cái này là có khô gà lá chanh, rồi cái này là mực thấp nước dừa. Cái gì đây? Rồi đây là cái gì đây? Khô heo cháy tỏi. Trời ơi. Dạ. Ê, sao nhiêu vậy? Bên này là khô bò que. Dạ. Đây là cô Trinh Trang. Dạ, một khán giả khác gửi tặng cho Tuấn. Hôm bữa thì cô có xem những cái clip mà Tuấn tham gia bên hội quán. Hội quán ngôi sao miệt vườn á. Xong rồi cái cô thấy Tuấn dễ thương. Rồi cô quay clip chung với cái clip mà em với chị hai quay mà giả bộ là Tuấn đi vô trong cái hội quán của mình xong rồi thi các cược á. À, là cái clip đó. Ủa, cô quay clip đó cũng có Dung luôn á cô. Cái clip đó là có khuôn mặt cô Dung trên clip luôn á. Trời, không, mà tới nay mới biết luôn, tại vì
em nghĩ là quay clip vui thôi, là em vô em cũng có đọc comment này nọ. Giờ cô tên gì vậy? Cô tên là Trinh Trang. Cô Trinh Trang. Cô xem cái cô thấy dễ thương, nghĩa là cô cũng đã quý Tuấn từ những cái tập mà Tuấn tham gia của hội quán ngôi sao Việt Vườn rồi. Tuấn dễ thương lắm, bà con cô bác ai cũng thích đó, ai cũng thương thôi, nó gán lên. Đúng không mọi người? Dạ cô Trinh Trang, con cảm ơn cô, tại vì quá giờ luôn. Dạ, lần đầu tiên mà con được quà mà của khán giả mà. Trời phải thương lắm mới tặng quà vậy. Ấm no à. Luôn. Dạ cũng cảm ơn cô nhiều luôn á. Mà năm nay là em nhận được quà của chị Dung nè, chị Thùy nè, quà của Trang, của Kiều, của Ngân, của Mai luôn. Ăn ngập mặt luôn. Rồi năm nay là coi như là Tết rồi, đâu có mua gì đâu, không còn mua một cái gì luôn á. Đầy đủ luôn rồi, đủ ăn Tết luôn rồi. Ông em rồi. Dạ ông ơi. Em về mà. Hồi nãy ồn quá chị không nghe hết, một cái là của. Dạ hai cái này luôn là đều của bạn Vĩnh Trần gửi tặng. Trời cho chị. Vĩnh Trần tặng nhiều vậy, được chứ mà Vĩnh Trần đã tặng một set kia rồi. Dạ đúng rồi, hôm nay là Vĩnh Trần mua hết các sản phẩm bên em luôn nè, là sửng tôm nè. Trời rồi đất có ơi. Chả lụa, chả bì, sao thương rồi giò này thủ trời. Nữa đây giò thủ mới nè, rồi gửi tặng cho chị hai, rồi coi cái giỏ này á là tất đồ khô cả không? Các món đồ khô để chị hai có tổ chức mà khen thưởng phát lương đồ đó là lấy cái này ra rượu à không hiểu nữa à không mình ngồi chơi với nhau được mình ngồi chơi với nhau được mình dây ai đồ đó là cái này của bạn Vĩnh Trần cho gửi tặng cho chị không chị nói vậy thôi chứ ở nhà về nhà mà mấy năm trước mà có bố mà bố còn khỏe bố còn nhậu được á là tụi chị là nhậu hợp gia đình mà mỗi năm mới có một lần nhậu với bố nhậu với mẹ đó. Y mùng sáu mình qua là mình được ăn cái này luôn á. Mùng sáu ghé được mình cũng ghé được. Chị để bên nha khoa để tụi em canh giờ đúng giờ nha. Đúng giờ như giờ chưa hết chị hai còn chị hai ủa gì còn nữa chị hai, dạ cái này là của cô Thu Phạm, dạ trời một ơi. Cô khán giả khác nữa gửi tặng cho chị hai. Rồi chị hai biết không, hôm nay là em phải bút một chiếc xe bán tải luôn á chị hai, chứ không phải là bút một chiếc xe gắn máy mình thôi, em chở không nổi. Cô chị luôn hả? Dạ. Cái này là cô Thu. cô Thu Phạm gửi tặng cho chị hai. Dạ. Cô Thu Phạm là ở đâu? Dạ ở Mỹ, cô Thu Phạm ở Mỹ luôn. Gửi tặng cho chị hai. Cảm ơn cô Thu Phạm nhiều nha cô. Dạ. Thật sự là sao những cái món quà mà trời thấy thương quá, cảm động quá. Em cũng cảm động lắm luôn, em không nghĩ là những cũng không có tiếp xúc với mấy cô nhiều, cũng không có được gặp khi nào á, chưa có thời gian nói chuyện luôn, mà chỉ coi qua hội quán rồi coi qua những cái clip của mình mà quý mình vậy là thiệt em nghĩ là rất là đáng trân trọng luôn, cảm động vô cùng luôn á. Còn cảm động hơn nữa là chị hai cô cũng quý chị Kiều Anna gửi cho Anna dạ, Kiều gửi cho Anna Kiều nữa đó ơi. Nên là em hôm nay em không có tranh thủ để chạy qua được để tặng cho chị Kiều trực tiếp được, nên là chắc em xin phép gửi cho chị hai đó phần của cô Thu Phạm mua tặng để tặng cho cả nhà là xứng tôm nè, là xưởng nạc tiêu nè, rồi xong rồi cái có xoài xé dẻo, rồi cái có gừng, để kiểu như cái này là những cái món ngày Tết á, rồi cả nhà mình ai cũng có thể liên hoan được, mất ăn Tết rồi mà đón em xin phép đồ. Gửi cho chị Dung với chị Kiều nha. Rồi con cảm ơn cô Thu Phạm rất là nhiều, em không biết là cô hay là chị. Dạ. Nhưng mà thật sự là những cái tình cảm mà cảm động quá. Đây là năm đầu tiên mà em nhận được nhiều quà vậy luôn á. Lát nữa về quê rồi em chưa mua cái gì hết trơn, tại vì quà đâu cần mua nữa. Dạ quà mọi người tặng này, quà của khán giả tặng nữa, em đủ ăn Tết luôn rồi, ấm no luôn rồi, thiệt chứ còn mua nữa. Thôi mua sao mày dừng, mùa tới là lê lết hết đi, diễn phụ diễn ơ đồ rồi có nghĩa là nhờ gì làm đó lê lết rồi cái gì không làm trước hết. Giờ Tuấn diễn là Tuấn đâu có quan trọng là có sen không, có thù la hay không hay đâu. Ông Tuấn là kiểu như hú ụ á, Tuấn ơi có trống lịch không, tôi trống lịch là chạy lên qua, yeah. Không nhiều khi quẩn lắm chị, qua hội quán này để tập chương trình xong mà tập xong đi về đi, không cũng chạy qua ba ô qua bên chỗ chị Thùy á để đóng hỗ trợ cho chị Thùy, để đóng đến khuya luôn chị. Đóng đến khuya là hết ngày bên bển, có khi thời gian bên bển còn nhiều hơn thời gian bên này nữa mà vậy đó. Đó là thương luôn, thành ra là không phải chị Thùy chị Dung quý mà tụi em cũng quý Tuấn. Dạ không, em nghĩ với tình cảm này chắc là ngôi sao mùa trường mùa sau là em nói là lắc vòng múa lửa tiếp gì đó đã đề bài chị hai ơi, chị hai đem hết sự giờ có nghĩa là sau chị hai cũng vậy đó cũng làm hết người dùng người tao là nhất định là cỡ nào em cũng làm nhờ em hỗ trợ gì cũng hỗ trợ luôn. Ủa vậy chị hai còn bao nhiêu cái MV mà chị hai đang ấp ủ á, chị hai thêm tên Tuấn vô luôn chị hai. Ủa mấy cái MV vừa rồi cái nào thiếu Tuấn đâu, bỏ sĩ luôn à. Hai cái MV là đều có Tuấn rồi. Cái MV vừa xong là MV Xuân Xa Xứ. Là cũng quá trời mấy cô mấy chị khen Tuấn nè. Rồi chuẩn bị còn cái MV kia nữa, chị còn lép luôn.
À. Chị hát mà chị còn bị lép sao vậy Tuấn luôn. Ôi nè, đâu. Ủa, à, để suy nghĩ lại hình như là mình đang đem bút hả? Đúng rồi, làm như đang tôn vinh em nhiều quá. Là tất cả tụi mình là gom lại để lăng xê cho Tuấn lên vậy đó. Vậy mà không nổi thôi á, tức tuyệt á, không nổi thôi á. Phải ráng, phải ráng, phải ráng. Cố gắng á chứ. Dạ. Bữa nay mặt sáng lắm rồi, đang sắp tỏa hào quang rồi đó. Nhìn như bóng á, cho bóng kìa mồ hôi không. Ồ, tại nãy nhảy cái bài của chị đó. Em vui vô bụi bông, em vui vô tùm lum. Nhưng mà nói chứ chị Hai phải giới thiệu lại cái bài hát của chị Hai để cô chú anh chị biết mà theo dõi. Dạ. Dạ, cái bài mà mùng 1 Tết Dung sẽ phát trên kênh đó chính là bài Xuân Đại Cát của nhạc sĩ Abi, thì sẽ bao gồm là Nguyên Tim, nãy giờ thì có Đức Trang, có Tuấn, có Trương nữa. Dạ. À, mấy chị em nhảy múa ở trên đó, và thực sự đây là một bài xuân và rất là vui, mong được quý bà con cô bác yêu thương ủng hộ. Và nhạc sĩ Abi thì cũng sáng tác cái bài Mình Đi Lấy Chồng mà Phước Hưng mới hát á. Dạ. Nhưng mà thương chị Hai á, là tại vì chị Hai không phải là ca sĩ, mà chị Hai là một người rất là yêu thích ca hát thôi. Thành ra là chị Hai muốn thể hiện theo cách của chị Hai, nên là nhiều khi cô chú anh chị nghe mà có gì chưa có thỏa hết cái thích của cô chú anh chị thì cũng hoan hỉ bỏ qua động viên cho chị Hai. Chị quen rồi. À, dạ. Mấy con mấy chú mấy anh chị khen chị hát dễ thương. À, dễ thương. Em thấy bữa có hashtag á, Dung Văn Dung Vẻ hát dở. Em coi hashtag Dung Văn Dung Vẻ có tự nhiên có Dung Văn Dung Vẻ hát dở nè. Không, chị sửa thành hát hay rồi. À, tự sửa được luôn hả? Chị tự sửa luôn. Có nghĩa là chị tự kiếm Dung Văn Dung Vẻ hát hay, Dung Văn Dung Vẻ hát hay mà nó không ra. Nhưng mà chị kiếm Dung Văn Dung Vẻ hát dở nó ra. Ra luôn. Ra luôn. Ra. Tràn lan các kênh luôn, từ kênh này tới kênh kia là ra Dung Văn Dung Vẻ liền. Còn Dung Văn Dung Vẻ hát hay là không ra. Hay quá. Nhưng mà mong là cái bài mùng 1 Tết này khi mà chị Hai tung ra là sẽ cái từ khóa Dung Văn Dung Vẻ hát hay sẽ làm top 1 tìm kiếm nha. Nó một kiếm. Anh Dương chúc cho. Anh Dương, anh Dương. Biên đạo, biên đạo, bộ tứ. Anh Dương chúc cho Xuân Đại Gia. Xuân Đại Gia. Bài của chị là Xuân Đại Gia nha. Chúc cho Xuân Đại Gia nè. Xuân Đại Gia. Xuân Đại Gia. Ngày càng Đại Gia thắng lợi nha. Mọi người ủng hộ em đi nha. Dạ. Từ chế. Cảm ơn Thanh Trương. Nãy giờ là biên đạo rồi là đạo diễn. Nói chung là y đụng hết trơn á cả nhà. Dạ. Dạ. Thì mong được quý bà con cô bác cũng như là cả nhà mình yêu thương ủng hộ Xuân Đại Cát ạ. Đây 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 đây, gúp gúp gúp. Ghê vậy, nói thiệt có được không? Trời ơi. Nói vậy mà có thiệt hả? Trời ơi, cái này nãy em tự nhiên em nhảy vô em nói chúc Xuân Đại Gia là đúng rồi. Chưa? Đúng rồi. Đại Gia. Thì đây giờ đi nghe. Đây giờ đi nghe. Sao bị la, sao bị la, sao bị đọc ra, sao bóng cọc ra. Cái này là lọc do cái đang ở nữa. Vậy hả chị? Ồ, đúng rồi. Nhưng mà cái này là giờ là chơi làm sao? Hình thức chơi làm sao? Bây giờ là rút. Mỗi người rút bao nhiêu cái chị? Mỗi người rút một cái. Là một cái là cái tù lao nè, với một cái là cái cuối năm nè, một cái là cái năm mới, vậy là ba cái. Mà nãy Hai mới nghe đứa nào nói là vụ qua MV với Hai không có tính tù lao luôn á. Cái clip trước bà con cô bác có nghe đúng không cả nhà? Đúng rồi, dạ, mình đúng nói rồi. Hồi nãy nãy là Trang nói thôi chứ Tuấn với đúng rồi, nói, dạ đúng rồi, đúng rồi, ok. Dạ cũng được là luôn. Là Trang một vẫn rút một tờ, còn Tuấn với Trương mỗi đứa ba tờ. Đúng rồi. Ủa sao nãy tôi nhớ chung tim mà mình cùng nhảy chung mà. Mới nhận quà luôn á. Mình mới nhận quà, mình mới nhảy chung luôn á. Ê nói chung bẻ ơi nhanh đó nha, bẻ ơi nhanh á. Mình đồng hội đồng thiền. Bây giờ là mỗi bạn rút một cái, sau đó là mình hát một bài chúc xuân, sau đó là mình mới khui bao lì xì. Dạ. Nó cũng thủ tục là như vậy đó. Chị có gợi ý nào không? Không, nói ở đây là mình có chỉ thì mình giá luôn chị cho nó cao. Đúng rồi, mình giá cao nhất và mình giá thấp nhất. Dạ đúng rồi. Cao nhất là 500 ngàn. Wow. Đủ tiền về xe. Dùng đi dùng về. Còn thôi thấp nhất thì hình như là 8 tờ 10 ngàn hay 10 tờ 10 ngàn vậy đó chị không biết nữa. Dạ cũng được rồi, 80 ngàn là đủ nhiều đủ rồi, ok rồi. Còn một vài trăm rồi này kia thì nó cũng là bình bình. Dạ. Ok rồi. Còn ví dụ như mình rút vô chúc bạn may mắn lần sau thì nó cũng là bình thường. Có cái đó luôn hả? Có cái đó, không có cái đó chị. Có đó hả? Mà hên xui vậy. Đó. Rồi thôi chị Lady Ford nhìn chị Trang lúc trước đi. Trước. Lan ơi, Lan luôn ra mời ba Giang với cậu Tư vô đây Lan nhanh. Dạ. Thôi để đủ không? Dạ thôi để mời ba Giang đầu tiên chị Hai. Ba Giang lớn tuổi lại mất chúng từ 500 ngàn thì đúng kỳ rồi, quá. Năm nay ba cũng 80 rồi. Dạ, mình phải kính lại đất họ. Đó. Dạ ba Giang cậu Tư ơi. Mình kéo ra, mình kéo ra đi, kéo ra đi, kéo ra đi. Dạ. Được hồi chưa? Nó trúng rồi đúng không? Không, chưa. Ủa gì vậy? Được hồi chưa? Chưa hả? Quán gì? Được hồi chưa? Nó rút rồi. Mình qua đây, mình qua đây. Bây giờ thủ tục là như vậy nè ba, mình rút một cái, sau đó là mình hát một bài chúc xuân. Sau đó là mình khui bao lì xì. Mình nghĩ đi con. Có gì kỳ vậy? Trời ơi.
tao lại thẳng ra, ra là bỏ tiền để nghe cha con chúng tôi hát cái gì. Trời ơi, đâu có dễ như vậy. Bây giờ cha con mình về hát không phải thế mạnh đúng không? Dạ, mình xích lên xíu ba. Múa lửa được không? Mình múa lửa được không? Cũng được ba. Mình múa lửa, múa cột cũng được ba, có thể hay ôm. Là mình, hay là con? Mình dạ. Nhảy TikTok được không? Được, chơi luôn. Ghê ghê vậy, gì vậy trên nó dạ. Tính đất thọ đây, ba năm nay cũng gần 80 rồi, ba rút trước đi. Trời ơi chị ơi. Không, rút trước mà. 50 là rút 5 bao. Con ví dụ như ba mấy thì rút 3 bao. Tụi con đợi ba đó. 8 bao. À, đợi mở chung, mình đợi mở chung hả? Ba mở hàng đó. Rồi. Bóc bóc cho nó hên nha. Rồi. Ghê ghê ghê. Ha. Tết luôn nha. Rồi, đến nhất bạn Dung để râu riêng lên nha. Không. Cái đó là có liên quan đến đạo Thiên Chúa đó. Có cái hình liên quan đến dạ. Master mua ủng hộ bao lì xì cho Master. Cao nhất bao nhiêu mà thấp nhất bao nhiêu nè? Cao nhất 500 ngàn, hồi trường được nó mới rút trúng cả 500 ngàn. Ghê ghê. Bắt tay cái được. Bắt tay cái được. Cái thằng này nó vô rồi. Rút đi. Lát mày nói chuyện riêng đó nha. Dạ. Anh sẽ nói chuyện sau với mày. Rút nè. Nó mua gì nó bật nữa. Ủa gì vậy? Vậy tâm linh quá vậy trời. Khúc này nó hơi tâm linh. Hồi hộp quá vậy trời. Nói chung là mỗi bao lì xì là mua. Nè, biết sao không? Đây, hình ảnh về gia đình. Đúng rồi. Chúng tôi sẽ mong đợi vào điều đó. Ôm ấp, ôm ấp gia đình. Chúc mừng năm mới. Bự nha. Anh Thạch, em tiết lộ cho anh một điều rất là quan trọng. Tờ 500 là xong rồi phải không? Không phải. Tại vì 500 có nhiều tờ, nhưng mà sáng giờ có 2 tờ lấy được thôi. Là lấy hết luôn hả? Là hồi sáng con thấy bỏ vô tờ 10.000. Trong nhau khoa hồi sáng là hơn 20 người chưa có ai lãnh tờ 10.000 hết. À, không. Thôi em lấy màu xanh hy vọng nha. Em biết cái này rồi, tại vì em cầm nó hơi bị dày, em nghĩ là tờ A4 không gấp sao. 500 á, 500 mình hát nửa bài. Còn nếu mà 10.000 mình hát một câu thôi. Màu xanh lá coi. Màu xanh lá. Lãnh này em ơi. Kẹp vô, kẹp vô. Đúng rồi. Có cái câu gì nè, có cái câu. Đúng rồi. Chết mẹ nó bặn rồi. Trao nhau yêu thương. Nó đâu? Nó bặn rồi. Trao nhau yêu thương. Xuân này là đấy, tờ 10.000 sáng giờ chứ có ai lấy mà. Hả? Hai em biết cái của em mà em chưa mở mà em biết rồi. Sao vậy? Em cảm giác đây là dày mà nó giống như là 10 tờ. Không phải, mãi nó giống như tờ 4 á gấp lại xong rồi ghi chúc bạn may mắn vậy á. Chúc bạn may mắn lần sau. Có cái phiếu đâu. Có luôn. Con quay cận mặt chị Dung coi. Hai ơi, anh nãy nó rớt em lỡ tay. Con mặt chị Dung sao đó. Lần lượt mở. Chị Dung biết hết đó. Thôi để chung đi, để chung mở đi. Giống như là trời ơi, con dự đoán cái này chắc 20.000 quá. Nó bằng với tờ này của con. Ủa nãy giờ nặng hả? Ôi em nặng á. Nãy giờ đang đo. Của em nó không. Giờ mở được chưa? Mở giữa đi, Mở giữa đi, 1 2 3 hô ha, 1 2 3 xè ha. Ủa mình chúc gì hai chứ đi đã. Đúng rồi. Chúc hoài vậy. Đừng chưa chúc. Thôi đừng. Hoài vậy. Được rồi, chúc tới chúc bữa giờ chúc quá trời chúc. Trời ơi, bà chưa chúc đúng không? Dạ đây bà đây ba. Trăm năm hạnh phúc. Chúc mừng lại nhé. Năm hạnh phúc. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Hạnh phúc. Các bà con xây. Chết rồi. Thì ba chúc. Bố chúc trăm năm hạnh phúc thì con chúc sớm sinh quý tử. Ủa là có quý tử rồi nữa. Nữa. Có sao. Vậy thì em xin chúc. Ủa sao con mặt đó. Con mặt đó sao vậy? Con biết hết rồi. Cái vở kịch này con dành dựng quá nhiều. Có đâu. Có cần coi 10.000 á. 60.000. Đâu? Em chưa có biết ở trong đây bao nhiêu nhưng đâu, mà. Đâu anh coi biết cái cầu. Chưa. Anh coi chung, biết anh chung. Anh coi biết. Em nặng nào. Sao cái tài sao mà thấy được, sao mà xuyên qua được. Không, cái câu mà tụng bốc ý nghĩa lắm nè. Nè rõ ràng tao thấy nè. Câu em bốc mấy câu mà ý nghĩa là 10.000 à. Không, của em là bao câu gì? Trao nhau yêu thương. Rõ ràng là từ hồi mà em xuất hiện ở đây thì em được nhiều thương. Em nhận cái thương không đúng không? Ủa tính ra con, tính ra là tao đã nhìn nhầm rồi. Con thích câu này không? Chúa là mới nè. Con trời ơi, đúng màu xanh hy vọng luôn. Đúng rồi. Màu xanh hy vọng vậy. Xanh hy vọng 20. Chưa mẹ. Ôi. Sảy sảy sảy. Ê giống đặc biệt nha, giống đặc biệt. Chơi đi từ chơi bánh bài mà. Mang vô nặng là chơi bánh bài á. Ở đây chơi cao nhất là gom hết những người còn lại chơi không? Ủa chơi gì? Xanh lá. Tao khỏi coi. Ấy vậy màu đỏ vậy là 10.000. Hai tờ. Gì? 10 tờ hả? Từ. Còn nữa hả? Em mấy lá lên. Em 5 tờ rồi. Ba xị lận nha. Nào. Trời ơi còn nữa má ơi. 2 tờ. 500. 500 hả? Ủa mà 500 là 500 Con. Rồi vậy là nó được 500 nữa rồi. 500 rồi. Cái thằng này làm mồm nhất. Gì vậy bác? Chưa. Từ từ ba đi. Ba nhìn con nè. Nào. Hay rồi. Chú
miếng còn chưa? Con miếng, còn chưa? Chờ chút tới ba nặng, tới ba nặng, tới ba nặng, tới ba nặng, tới ba nặng. Ba có cần nặng. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Vậy là bỏ 20 hả? Xin cảm ơn. Vậy là 30. 30. Đâu? Ba đâu? 50. Dày không? Dày không? Đúng. Wow. 50. Ấy giữa 50. 50. Hồi nãy ta hiểu là ta thấy có tờ 10.000 à. Còn không bố. Là đặc biệt nhất từ sáng đến giờ luôn. Ba ba con còn không? Ba ba nặng coi, nhiều khi nó còn kẹp trong đó từ 500 nữa. Dắt bao luôn rồi, nặng nữa. Để con gọi đèn, để con gọi đèn. Con ngửi đâu không thấy mùi gì rồi. Tuấn nè, Tuấn nè, Tuấn nè, Tuấn nè, Tuấn nè, Tuấn Hương nè. Rất là thích cái bao luôn, em chưa biết bao nhiêu nha, ở phía sau nó còn câu nữa. Đổi không, bây giờ đổi không? Có nhọc của anh em sẽ không trở nên vui. Wow, đổi không? Đúng cái câu Tuấn đúng không? Dạ. Câu này quá hay luôn. Đó là tự nhiên em nhận cái này thật sự là ý nghĩa luôn á. Mấy câu mà hay hay đó có 10 ngàn à, giống tao. Ý nghĩa, quá trời ý nghĩa. Ồ. Em giống Trương rồi. Giống Trương rồi. Wow. Giống Trương rồi. Em. Cũng em. Ok anh. Em. Không chính ra nha, cái câu câu này cũng ý nghĩa mà cái bao lì xì cũng ý nghĩa chất lượng đúng không? Cái câu mà Tuấn đang đang không sao, không sao. Đang ấy luôn. Chắc chắn là ở đây là bài ít nhất rồi đó. Hỏi coi coi. Câu vui là vui mà. Bài sẽ có một câu thành ngữ cuối cùng. Để câu của em đi, em đọc cái xin cảm tạ Chúa vì phúc lộc khôn tả người ban. Tụi bay mỗi đứa câu này đây tao. Lộc mà mình được nhận trong cái nhất. Thôi tay đồng nghiệp. Đây đây đến câu tư. Chúc mừng nha. Cái câu này bỏ vô bóp nha. 20 mày ơi. Mà biết mấy tờ thôi à, 20 chắc luôn. Con tờ à, con rợ mỏng tèm. Ồ, một tờ nó mới ghê đó. Cậu Tư hơi lắm vậy. Mấy cái lời chơi vậy. Con. Còn hai tờ không, còn không? Hết rồi. Hết rồi. Thôi vậy cũng được rồi. Để được rồi. Ủa, cảm ơn. Không có bất ngờ nào xảy ra cả. Chút gian chân tạm thời trong hiện tại sẽ mang cả một khối vinh quang vô tận. Tụi bay cứ chỉ còn 100 ngàn này thôi, ngày mai con mua 10 tờ giấy số là con nè nè, chỉ một chút gian nghiệm chân. Cái câu này coi, nghiệm cái câu này coi thì em đang nghiệm nè, chỉ một chút gian chân trong tạm thời gian nan chứ là tạm thời à. Khó khăn mới là mãi mãi đúng nè. Ủa? Ta chúng ta cả một khối vinh quang vô tận tuyệt vời, vậy là khi con nói đó chỉ 100 ngàn này ngày mai mua 10 đôi giấy số là 10 tỷ, là 20 tỷ. Nói trong Phước Hưng ra đây chút. Rồi con ơi, con ơi, con ơi, đến con không, con là thấy chỗ này là lúc đầu này em cầm thấy dày đó, là em đang nghĩ trong đầu là chắc là tờ giấy A4 mà, tại vì thấy nó đều lắm nha. Nó không hay có, là mình mở nhanh chút xíu không được. Có xì vậy, không có từ từ. Em không có làm em gì đâu. Dạ, không phải tao mà nó hồi hộp dữ vậy ba. Có cái gì không? Có cái hồi hộp dữ vậy? Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng. Trời ơi, cái đó. Là em thắng lừa đó. Này đó, nó có chuyện để lột. Đúng rồi, đúng rồi, đây là 8 tờ là đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, con thấy khoảng chừng 6-7 tờ mà tờ to lắm. To lắm, chắc cũng 10 ngàn. Ở đây chắc tờ. Không, có hay là 10 tờ 100 à. Dạ, rồi. Vậy còn bên em hả? Không có cái chuyện mà 6-7 tờ 500 đâu em. Dễ lộn. Khui luôn ha, khui luôn ha. Chúc mừng. Chúc mừng năm mới. Đếm đếm luôn, đếm luôn, đếm đếm đếm. Ê, coi chừng có 50 nhiêu bố. 40 lẻ, 40 lẻ. 60 ngàn. Ủa kì vậy, tiêu số đó ngọt. 60 là bỏ, bỏ lấy thì bỏ lấy. 60 là lọc. Cái con Kiều này. Lọc đó, lọc đó. Anh A Kiều bỏ hả? Anh A Kiều hả? Lọc là lấy rồi, gọi lên. Kiều kia chứ không phải Kiều mình. Ừ, anh A Kiều. Anh A Kiều, anh A Kiều. Thì mọi ăn Kiều nó đều chuẩn bị cho con. Cảm ơn chị Dung nhiều. Cảm ơn chị Dung. Cảm ơn chị Dung. Là mỗi đứa có con thành gửi hay á, là phải không? Bây giờ tới bố con gửi bố chốt nè. Ủa đi thay người. Không liên quan không? Xuân quê tới trong vùng bình. Bây giờ nó hơi ồn rồi đó. Xuân quê tới trong vùng bình. Xuân quê tới trong vùng bình. Xuân quê tới trong vùng bình. Chúc mừng năm mới.
đúng. Đó, cũng mãi chưa? Gheo, gheo.